Tại sao xe tay ga lại có khả năng tăng tốc một cách mượt mà không cần phải chuyển số? Về nguyên lý cơ bản thì chúng ta sẽ có hai cái dòng dọc, một cái thì được gắn với động cơ và một cái thì được gắn với lại bánh xe. Thì khi chúng ta thay đổi cái đường kính của hai cái dòng dọc này, một cái to một cái nhỏ hoặc ngược lại một cái nhỏ một cái to, thì chúng ta sẽ có thể thay đổi tốc độ của cái dòng dọc của bánh xe và làm thay đổi cái tốc độ của xe. Vậy làm sao để có thể thay đổi đường kính của hai cái dòng dọc này mà không cần phải thay cái dòng dọc khác vào? Đấy nha, ở trên xe tay ga ấy, thì cái dòng dọc này nó sẽ có một thiết kế đặc biệt hơn một chút. Mỗi một cái dòng dọc thì sẽ có hai khối hình nón đứng cạnh nhau như thế này. Nếu hai khối hình nón nó sát lại với nhau thì cái đường kính của dòng dọc sẽ trở nên lớn hơn. Và ngược lại thì ở cái dòng dọc còn lại, hai khối hình nón sẽ di chuyển xa ra để đường kính của dòng dọc trở nên nhỏ lại. Như vậy là chúng ta sẽ có thể thay đổi tỷ số chuyển động thoải mái, tạo ra sự mượt mà khi tăng hay là giảm tốc. Bây giờ thì hãy cùng xem cái cách hoạt động của cái hệ thống này ở ngoài đời nhá.